Thưa sư, sư hoan hỷ cho con hỏi trong các bài văn khấn, trong các dịp. Phải nói là sư rất là từ bi luôn á, sư mới giữ lại cái câu này á. Dịp như mùng 1, ngày rằm, ngày giỗ, tạ đất bao gồm. Cả ở đình, đền, miếu, trong gia đình đều bắt đầu bằng câu đó. Rồi, đây. À, xin thưa là cái vụ bắt đầu này là sư không biết ai chế ra ngang. À, chứ đừng có đem ra thành cái Phật mát thì nó kỳ lắm. Có lần á, để đọc cho xong đi. Nếu theo Phật giáo Nguyên Thủy không có Phật A Di Đà thì chúng con nên thay câu mở đầu bằng câu gì cho đúng với nghi lễ văn khấn? Thì xin thưa là có lần sư rất lấy làm lạ là có một tờ báo cũng không phải nhỏ mà đăng cái vụ này. Thì sư rất lấy làm lạ, đã không biết là cái ban tôn giáo chính phủ lúc đó chắc có lẽ là quên hôm đó bỏ sót hay sao đó. Thành ra là mới có mấy cái vụ này là nó tràn lan. Thà mấy cái mạng báo lá cải thì còn đỡ, chứ một số báo chính thống mà cũng còn bỏ sót cái này để mà lọt ra được thì sư cũng bó tay. Thì như thế này, nếu như quý vị muốn có một bài văn khấn ha, muốn có một bài văn khấn thì sư đề nghị là dẹp hết từ trên xuống dưới. Đây. Dẹp hết từ trên xuống dưới. Rồi. Dẹp hết khúc này. Quý vị thay bằng câu là con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Nhiều đó thôi. Con xin đọc 3 lần. Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Rồi. Rồi hôm nay rồi quý vị muốn khấn cái gì đâu, còn lại quý vị khấn ha. Đó, nó chỉ đơn giản thế thôi. Chứ còn và đó là cũng đại bi đại bác lắm mới trả lời quý vị câu này. Và sư không phải là sư nói chơi, không phải sư nói giỡn, mà sư thật lòng mong quý vị có được cái chánh kiến. Để không phải người ta nói cái gì mình cũng nghe, người ta kêu bảo làm cái gì mình cũng làm, rồi từ đó mình chỉ làm một cái con cừu hoặc là một con lừa cho người ta dắt mũi thôi, thì nó không có nên. Phải nói là cái con đường hoằng pháp của sư thì chỉ có một ưu tư thôi, là làm sao cho những người có duyên với mình họ biết được chánh pháp, và biết chánh pháp thì đỡ khổ, biết chánh pháp thì đỡ bị người ta lừa, biết chánh pháp thì đỡ bị người ta dắt mũi, chỉ thế thôi ha. Và sư qua câu hỏi tiếp.